Thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu về khái niệm MVC nó như thế nào, rồi mình tách file, rồi mình tổ chức thư mục, tổ chức file nó như thế nào, tổ chức code như thế nào, thì bắt đầu mình làm thử và chưa có liên quan tới database ha. Mình chỉ quản lý thư mục, quản lý file thôi. Rồi, trong một cái trang web, cho dù đó là trang chủ hay trang con, thì mình phải quan sát coi những cái trang đó đó cái gì nó có cái tính chất chung. Ví dụ như trang chủ thì footer, header nó như thế này, trang con thì footer nó cũng vậy, header nó cũng vậy, nó chỉ thay đổi từ cái khúc này trở xuống thôi. Thì bây giờ mình lấy cái file trang chủ này nè, mình tách ra ha, mình tách ra để khi mình nhận yêu cầu của khách hàng là cái gì thì cái phần ở chính giữa này nè nó sẽ thay đổi ha. Thì bây giờ cái việc của mình trước mắt là lấy trang index này tách ra làm 3 phần, mỗi phần nó nằm trong một cái trang khác nhau nha. Rồi bây giờ để làm được điều đó thì mình nghiên cứu thử coi mô hình MVC nó là cái gì cái đã ha. Thì bây giờ MVC cái này tôi không mới chế, ở trên mạng nó có sẵn, gõ chữ MVC thôi, gõ chữ hình thôi. Thì ngôn ngữ lập trình nào nó cũng vậy, nó đều lập trình theo cái kiểu này. MVC là mô hình cơ bản nhất khi mình học lập trình. Rồi mình học nâng cao một tí xíu thì mình có là MVC router đó, tức là tới các bạn tới khi các bạn học Laravel framework của PHP thì các bạn sẽ nghiên cứu theo mô hình này MVC và thêm cái router nữa, tại vì bây giờ mình mới học lập trình thì chỉ cần MVC thôi, mô hình cơ bản nhất có thể, tại vì dự án mình làm nó đơn giản, không cần tới router, không cần tới routing nha, chỉ cần MVC thôi. Thì bây giờ với mô hình này thì bạn nghĩ gì về nó? Đấy. Đây, nó giải thích cụ thể nè. Vô đây đọc đi, hiểu à? Vô đây đọc hiểu à? Ha. Vậy có người hỏi database nằm đâu? Database nằm đâu? Database nằm đâu? Database nằm đâu? Không có nằm trong model đâu. Request data trả về data. Vậy là database nằm model. Đúng không? Model. Tức là nếu đúng á, thì nó phải vẽ thêm cho mình một cái, bình thường thì các bạn sẽ không nhận ra database nằm đây đâu ha. Thì có những cái sơ đồ nó sẽ vẽ thêm một nhánh nữa để database nằm đây nè ha, thì nó mới đúng. Thì đó, nó móc nối với model, database là móc nối với model. Để tôi tìm đây nè, ví dụ như mô hình này thì database nó móc nối với model này, thấy không, nó phải như thế thì mình mới hình dung ra ha, tức là nó đúng y chang như mô hình này nè, nhưng mình bỏ cái routing ra là ok, bỏ routing ra là ok. Vậy thì với cái mô hình này thì các bạn suy nghĩ nè, mình là user nè, mình rõ yêu cầu nè, thì hệ thống ngay cái vị trí những cái đoạn code nào đó nó đóng vai trò là chuyển trang, định vị, định tuyến gì đó, thì cái đó người ta gọi là controller. Nó lại nhận yêu cầu xong cái nó chuyển đi, nó phát đi ha. Tôi muốn vô trang sản phẩm thì nó sẽ chỉ mình đi tới cái trang sản phẩm, tôi muốn vô trang cạc thì nó chỉ mình đi trang cạc, tôi muốn vô trang liên hệ nó chỉ mình đi trang hệ. Thì ngay cái vị trí đó chỉ gồm những cái đoạn code điều khiển thôi nha, điều khiển thôi. Rồi ở đây nè, nó sẽ làm việc gì nữa, nó sẽ lấy cái dữ liệu từ bên model, model sẽ trả về dữ liệu thôi, giống như hôm gà mình học y chang vậy đó, mình học mới có hôm hôm thôi, tức là mình cũng đã tách cái đoạn code nào nó riêng ra, cái đoạn code view nó cũng riêng ra, cái phần view chỉ là thằng này nó gửi dữ liệu qua view nó hiển thị lên thôi là xong. Thì thằng view là thằng chứa cái các file HTML, CSS, và ngay cái chỗ này nó chỉ cần là view dữ liệu bên quỹ này gửi qua là xong. Chỗ này nó không có làm việc gì đối với database cả, nó chỉ lấy dữ liệu show ra thôi. Thì hôm gà mình đang học lấy dữ liệu show ra, lấy từ mảng show ra, lấy từ function show ra, là hôm gà mình đang học vậy á. Thì mình đang học khúc này nè ha, mình cũng học xíu xíu về chuyển trang, nhưng mà chuyển trang của mình nó lạ lắm, nó không có sự tập trung nó từ trang này qua trang kia qua trang nọ. Cái đó là người mới bắt đầu mà học, chưa biết mô hình MVC là gì. Còn bây giờ mình đã biết mô hình MVC là
tất cả các điều khiển trang nó phải tập trung một chỗ một duy nhất ha. Rồi view chỉ là những cái chỗ HTML CSS mà mình nhận dữ liệu về mình show lên thôi, tức là cái chỗ mà các bạn thấy là cái giỏ hàng, cái mình ngay chỗ đó mình chỉ cần là dấu nhỏ hơn dấu chấm phẩy bằng cái tên thôi, thì ngay chỗ đó người ta gọi là view. Dữ liệu trả về rồi, có dữ liệu rồi lấy show lên thôi là xong, là view ha. Còn ví dụ như model thì thằng quỷ này nó nói là thực hiện add giỏ hàng cho tôi đi, thì thằng này nó sẽ add giỏ hàng và nó trả về là nguyên cái mảng gì đó, nguyên cái mảng kết quả, thì quỷ này nó mới gửi qua quỷ này cái mảng kết quả đó và show lên đây là xong ha. Thì cái mảng lúc này nó đóng vai trò ngay chỗ này nè, cái mảng bữa trước mình á, ngày ngay đây nè. Cho nên những gì làm việc với database hay là xử lý dữ liệu để trả về kết quả đều thuộc về chỗ này hết, nghĩa là mình sẽ có một cái thư mục để mình tập trung những cái đoạn code mà nó xử lý dữ liệu, nó tương tác với database và nó trả về kết quả, thì chỗ đó nó gọi là model. Thì tùy theo người lập trình, người ta có những cái thư mục tên khác nhau. Rồi tùy theo mình muốn làm theo kiểu nào đó mình làm. Tên thư mục, tên file không quan trọng, quan trọng là mình phải biết cái đoạn code nó đóng vai trò gì. Đơn giản vậy thôi, để có sự tập trung, có sự thống nhất. Mình biết là nó sai chỗ nào mình vô mình dễ sửa, đơn giản vậy. Hình hiểu không? Hiểu lý thuyết trước đi rồi mình làm dễ. Rồi chưa hiểu thì làm đi, tự nhiên hiểu lại à. Làm từ từ hiểu. Rồi bây giờ mình làm thử nè, làm luôn 5 phút bắt đầu, 5 phút xong rồi, 5 phút xong MVC. Giống lùa gà phải không? Lùa chứ nữa. Rồi tạo file, bắt đầu ha, bắt đầu làm bài lớp 5. Open thư mục lớp 5, select folder. Rồi trong đây nó chưa có gì hết ha. Thì bây giờ mình nói là mình làm theo MVC thì ok. Bây giờ mình đặt, mình mới làm quen thì mình đặt đây là view đi. View. Rồi những cái gì liên quan tới layout thì mình lôi vô view, mình thả vô đó đi, đừng để tùm lum các bạn. Thả vô cái view đi. Ê tôi làm lộn rồi, folder đâu phải như vậy, cái này tôi làm lộn rồi đúng không? Delete, delete, bấm chuột phải, bấm chuột phải ở ngoài á, ở nền ngoài á, new folder, view, đó, mình mới làm quen thì mình cứ đặt tên thư mục rõ ràng để mình biết nó là cái gì, kéo thả cái layout vô cái view, move. Rồi hết. Không có gì hết ha. Nãy giờ chưa hết, có gì hết. Rồi mình chưa làm controller, mình chưa làm model thì khoan, hết tạo thư mục. Bây giờ mình chỉ cái việc là tạo file index, index.php à. Thì thường thường cha index.php nè sẽ chuyển trang qua controller luôn. Đấy. Còn bây giờ mình khỏi, mình muốn là cái trang index này là đóng vai trò controller luôn, thì bắt đầu làm ngay chỗ này là controller luôn ha. Rồi thì mình sẽ code đi ngay chỗ này cho đỡ phức tạp á mà. Rồi mới nãy mình coi sơ đồ á, ngay cái controller này đó nó nhận cái gì? Nó nhận yêu cầu ha, và nó điều khiển đi ra các hàng khác. Yêu cầu ở đây là yêu cầu cái gì? Ví dụ như mặc định vô trang chủ thì nó không có yêu cầu gì cả, thì nó vô trang chủ. Mà yêu cầu này mình nhận từ đâu? Nhận từ trên. Trên gì? Trên thanh trình duyệt. Nói tiếng Việt đi trời ơi. UGL ha. UGL là ở đâu? Ở trên thanh địa chỉ á ha. Ví dụ như localhost nè, xịp nè, mình đang ở WUD nè, 18308 nè. 5 giờ là tắt máy lạnh rồi con. Ừ. Rồi ở đây là mình sẽ là lớp 5 nè. Đó. Hiện tại thì chưa có gì hết. Chưa có gì hết nghĩa là đồng nghĩa với việc là index.php ha. Rồi nếu có nhận yêu cầu gì đó thì ở phía sau này nè, tham số đầu tiên phải là dấu chấm hỏi.
Bây giờ ví dụ như là yêu cầu của khách hàng là muốn vô trang nào thì mình phải quy định cái biến nào đó nó xác định là cái trang nha. Biến gần nhất là biến BB. Base nó muốn đi qua cái trang nào. Ví dụ như vậy, tôi muốn qua trang sản phẩm. Tôi để là bay bằng rồ đất. Đơn giản vậy thôi. Rồi, tôi muốn vô trang sản phẩm nhưng mà tôi load cái danh mục là sản phẩm nam thì catalog của tôi là bằng 1, ví dụ như vậy. Đó, tức là ở đây muốn nói các bạn là sao cái file, sao cái tên, sao cái file index.php biến đầu tiên là chấm hỏi bằng chấm hỏi tên biến bằng từ biến thứ hai là and tên biến bằng. Rồi mình muốn tạo bao nhiêu biến lên tạo thì đây là cái yêu cầu nhận từ đường dẫn ha, nhận từ cái URL, nhận từ cái thanh địa chỉ đó. Thì cái này nhận yêu cầu nè. Rồi enter nhận vào đi, có gì không? Không có gì chưa? Rồi bây giờ mình mới nhận nè. Rồi bây giờ muốn nhận yêu cầu thì sao ạ? Get nó thôi các bạn. Mà muốn get nó thì làm sao? If. Muốn if thì if cái gì cho được đầy đủ? If gì? If lúc nào cũng phải có hai điều kiện. Một điều kiện là có tồn tại hay không, và một điều kiện là nó đúng cái giá trị mình cần mong muốn hay không. Hình dung không? Rồi, reset thôi, đơn giản. Reset. Rồi, những cái biến lấy trên URL về đó là dollar shift gạch get. Rồi, mình lấy cái gì về? Mình lấy cái thằng là BG ha, nó có tồn tại BG hay không? Nếu không thì sao? Nếu có thì sao? And. And với BG get BG. Get BG. Và nó là khác không? Khác rộng chứ quên. Đấy. Khi mà đã có cái biến này rồi á thì ở trong đây controller nó làm việc. Hoặc là mình chuyển qua controller cho nó làm việc, ví dụ như vậy. Hiểu không? Mình làm cách nào không được chứ. Còn nếu nó không tồn tại thì sao? Lần đầu tiên ta vô trong web thì sao? Ừ, chỉ là header location chuyển đi đâu đó thôi. Hoặc là bây giờ mình chưa làm thì mình cứ echo đi cho đẹp ha. Bạn đang vô trang chủ. Một lát từ từ mình sẽ sửa lại sao. Bạn đang vào trang chủ. Đó. Còn cái này nè, echo ra. Bạn đang chuyển vào trang. Trang gì? Không có trang gì ha. Muốn biết trang gì thì phải là switch key. Switch key ha. Switch key cái gì? Mình lấy get này nè. Mình lấy get này nè. Mình mới kiểm tra coi nó là cái tên gì. Ví dụ như nó là tên product thì bạn đang vào trang sản phẩm. Còn cái cách mình làm, mình in lưu, mình rewind như thế nào á, từ từ mình tính. Mình hiểu cấu trúc trước cái đã. Hiểu không? Đó, ví dụ như bạn đang vô sản phẩm nè, đang vô trang sản phẩm. Rồi, ví dụ như vậy. Thì bây giờ mình enter cái nó vô đây nè. Cái đường link này á ha. Rồi, bây giờ mình coi thử nè. Enter. Bạn đang vô trang sản phẩm. Rồi, bây giờ ví dụ như là cái bay này nè, người ta xàm xàm, ta muốn phá mình, ta nhỏ gặp ta bay bả. Không có gì luôn. Tức là nó không thuộc vào cái key này thì nó phải thuộc vào cái default. Default này mình phải vô trang chủ. Tức là ai gọi tầm bậy bạ cho nó chạy về trang chủ chơi. Tức là không đúng điều kiện, không đủ điều kiện thì nó về trang chủ. Kịp không? Thì lúc này nè, các bạn enter cái thì nó vô trang chủ. Còn trên lên nó làm việc vậy. Còn ví dụ nè, mình đang vô trang sản phẩm ha, mà muốn vô cái catalog. Catalog này nếu nó bằng 1, cái này mình giả bộ thôi. Mai mốt mình mấy cái link này nó động hết, mình load từ đây bay lên hết. Và cái này là cái ID, ID của danh mục thôi. Còn bây giờ mình giả bộ ha, giả bộ catalog này bằng 1 là thời trang nam đi. Thì mình sẽ làm như thế này. Trong đồ đất mình thấy thêm cái việc là một cái nữa là ID catalog ha. Copy cái đó xuống. Mình mới kiểm tra là ID catalog. Nó phải giống nha. Nó phải giống cái này nè. Không phải ID mà catalog thôi.
Rồi lúc này mình biết chắc chắn rằng catalog này nó phải là một số nguyên, mình phải cho nó lớn hơn không. Thì sao ạ? Thì mình biết là cái name này nó là name gì luôn á ha. Ví dụ như lúc này mình sẽ truy xuất tới cơ sở dữ liệu, mình so sánh, mình lấy cái name của ID này là cái gì ha. Thì bây giờ mình có cái name của catalog bằng, thì lúc này mình sẽ truy cập đến, truy xuất tới cái hàm, cái function nào đó mà nó có cái lệnh là select sao roamware ID bằng bằng với get catalog này. Rồi lúc đó mình lấy cái name ra thôi ha. Thì tôi giả bộ là tôi thấy là tôi sẽ đưa ra là sản phẩm nam. Rồi thì cái name này nè mình sẽ nối chuỗi vô đây, ví dụ như vậy. Thì cái này là mơ mốt nó sẽ là một cái đường path, một đường dẫn đi từ trang chủ vô trang sản phẩm. Trang sản phẩm đó là có danh mục tên là gì. Các bạn thấy cái truy xuất trang web có cái path, có đường dẫn phía trên đó, là nó đó, là cái cách mình làm đó ha. Ví dụ mình gắn này vô đây, bạn đã vô trang sản phẩm với danh mục, hoặc là trang sản phẩm xong cái mình có cái mũi tên thôi là xong. Như vậy cái đường dẫn của mình á. Rồi cái này là nó có thể A hay không thể A tùy mình. Mình nên làm thế A để gì nữa, người ta click vô đây, hoặc là ta click vô đây để nó ra đúng cái trang đó ha. Rồi thử cái 5 cái bay rồi đắt catalog, catalog bằng 1 đó. Bạn đang vô trang sản phẩm ha, sản phẩm là nam. Rồi ví dụ như bay này mình nhập sàm sàm, nhập đóng số thì nó ra là trang chủ thôi đó. Thì đây là cái cách mình làm controller. Nó có thể tập trung vô một trang index, nó có thể chuyển đi chỗ khác được hết. Bây giờ mình học học cái cách là kiểm tra biến trên cái thanh trình duyệt, trên cái đường dẫn, trên cái URL, rồi sử dụng cái width key như thế nào ha. Được không? Rồi về nhà mình làm gì? Giả bộ mình lấy cái HTML này mình tách file ra thử đi. Tức là đây, đây là cái gì ạ? Đây là cái đoạn ở nằm chính giữa thôi. Ví dụ mình còn cái gì nữa? Mình có cái phần header nữa. Rồi mình còn footer nữa. Cho nên mới nãy tôi nói là cái trang index của mình đó, mình phải chia ra làm 3. Phần header giữ nguyên. Chỗ này thì header giữ nguyên. Cái này là rewrite cái header vô. Đó, tức là cái phần giữ lại của các trang, trang chủ, trang con nó giống nhau á. Rewrite header, cái này là rewrite cái footer. Thì để có cái đó thì các bạn phải tách file từ cái file HTML chính, tách ra làm 3 phần. Phần này là phần footer, phần này header. Ngay cái chỗ này nè là phần home. Mình không echo thì mình rewrite cái home vô đây. Ha. Rewrite cái home vô đây. Rewrite cái home vô. Ha. Rồi, chỗ này cũng vậy. Không có echo. Mình nãy giờ mình echo chơi để cho vui, để mình hiểu cái suất cây nó như thế nào. Còn khi mình làm á, nó phải là file PHP. Ha. Còn cái này cũng vậy. Ví dụ như thay vì product như thế này. Thì cái này ví dụ như mình không phải là echo, mình cho nó là một cái title. Để chừng nữa nó show ra cái trang product. Thì lúc này ngay chỗ này nè, mình rewrite cái trang product vô đây. Rewrite cái trang product vô đây. Thấy vô không? Nói vậy đó. Rồi mình có bao nhiêu trang thì mình có bao nhiêu cây thôi là xong. Nó đơn giản như thế đó. Rồi về ngắm từ từ đi, với sao mình học chi tiết hơn. Bữa nay cởi ngựa xem hoa trước, hiểu khái niệm trước, hiểu cách làm trước.